Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 18 tháng 11 của Ban Việt ngữ đã Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bến Tre, dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua thực phẩm. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh xét xử lãnh đạo tham nhũng. Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận ở Trường Sa. Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Phi. Ông Nguyễn Phúc Tâm, một người dân Bến Tre vừa gửi đơn kêu cứu tới Phó Thủ tướng nhằm khiếu nại quyết định xử phạt và giữ phương tiện mà chính quyền địa phương đưa ra đối với ông trong thời kỳ giãn cách xã hội. Ông này đồng thời khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bến Tre, yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trả lại xe máy cho ông. Theo phản ánh của ông Tâm thì hồi tháng 8 năm nay, trong lúc thành phố ở miền Tây Nam Bộ đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ông đã bị chính quyền phường 7 xử phạt khi đi ra ngoài mua 2 vỉ thịt heo. Công an phường chặn lại, yêu cầu làm việc với lý do ra đường mà không có lý do chính đáng. Lúc đó là cái sự uất ức dữ lắm, tại vì bản thân là không có vi phạm mà ngày cuối gần phát giãn cách rồi đi ra mà bị công an phường bắt vô, vậy là uất ức quá. Vừa kêu cứu mà cũng lại vừa muốn mét luôn để cho biết được cái tình hình chống dịch ở địa phương nó loạn gì vậy á. Chưa dừng lại ở đó, hôm 19 tháng 8, một nhóm 8 cán bộ công chức địa phương đã đến tư gia của đương sự để đưa quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó ông Tâm bị xử phạt 2 triệu đồng. Không đồng ý trước cách xử lý vấn đề của chính quyền phường 7, ông Tâm đã từ chối đóng phạt, thay vào đó là hành động khởi kiện quyết định trên. Nói về việc chính quyền hành xử cứng nhắc, người đàn ông này cho biết rằng có thể ông bị trù dập có chủ đích. Ông nói: "Ông biết là ở phường nó có cái vấn đề mà loại trừ em ra ngoài cái quản lý hay không, nhưng mà từ lúc mà dịch có chính phủ có cái ban hành đó là để chích vaccine cho những cái đối tượng mà tiến đầu, thì lúc đó là em là cái cơ sở doanh nghiệp và sản xuất cũng không có kêu gọi vaccine luôn, không có chích luôn. Thứ hai nữa là vấn đề mà quá trình dịch cũng không có hỗ trợ luôn, rồi bây giờ lại bắt chiếc xe của em luôn, thì em không biết là có phải là em thành phần kỳ thị ở địa phương hay không, em rất là bức xúc." Việc ông Tâm cho rằng bản thân bị chính quyền nhắm tới không phải là không có cơ sở, bởi cách đây 3 năm, hồi tháng 8 năm 2018, ông Tâm đã kiện và buộc công an phường 7 phải công khai xin lỗi vì đã phạt hành chính ông, trong khi bản thân ông là nạn nhân của một vụ hành hung. Do vậy, ông cho rằng chính quyền đã có ác cảm với ông từ đó. Hiện đơn kiện đối với quyết định xử phạt hành chính mà phường 7 đưa ra đã được tòa địa phương thụ lý. Ông Tâm cho rằng ông sẽ đi đến cùng để buộc chính quyền phải hủy bỏ quyết định xử phạt và trả lại tài sản là chiếc xe máy của ông, vốn bị tịch thu từ hồi tháng 8 đến nay. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bến Tre để xác minh sự việc, nhưng không nhận được phản hồi. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 18 tháng 11 tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại Việt Nam do ông phát động lâu nay. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ban chỉ đạo diễn ra trong cùng ngày. Thống kê được đưa ra tại cuộc họp cho thấy từ sau phiên họp 19 hồi tháng 1 năm nay có 3 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2 thứ trưởng, 1 nguyên chủ tịch tỉnh, 1 nguyên phó tổng bí thư, 1 nguyên phó bí thư tỉnh ủy, 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam bị kỷ luật. Có 9 tập thể và 29 cá nhân bị kỷ luật do liên quan đến quyết định giảm chấp hành hình phạt từ trước thời hạn cho Phan Sào Nam, người bị án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Vụ này có liên quan đến hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Cảnh sát, và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với tội bao che.
Giới quan sát cho rằng chiến dịch chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016 đến nay thực chất là cuộc đấu đá nội bộ. Những đồng chí chưa bị lộ, xét xử những đồng chí bị lộ không thuộc phe cánh của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 11 lên tiếng phản đối cuộc tập trận mới đây của Đài Loan tại khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thường kỳ về việc một tàu ngầm Đài Loan tham gia tập trận ở Ba Bình, bà Hằng nhắc lại lập trường quen thuộc của Việt Nam về chủ quyền ở khu vực này. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật quốc tế. Bà Hằng nói rằng mọi hoạt động tuần tra và diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình là xâm phạm nguyên trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai, bà Hằng nói. Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Hải quân nước này đã triển khai một tàu ngầm vào tham gia tập trận ở khu vực quần đảo Trường Sa, nhưng không nói cụ thể thời gian cuộc tập trận. Taiwan News của Đài Loan dẫn báo cáo của cơ quan phòng vệ đảo Ba Bình cho biết tàu ngầm Hải Long đã tham gia diễn tập thường xuyên ở khu vực đảo Ba Bình. Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa do Đài Loan chiếm đóng, nhưng cả Việt Nam và Trung Quốc đại lục cũng đòi chủ quyền đối với đảo này. Philippines vào ngày 18 tháng 11 lên tiếng tố cáo việc tàu hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp liệu của nước này khi trên đường đến bãi cỏ mây ở Trường Sa. AFP loan tin dẫn nguồn từ Twitter của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin. Người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines vào ngày 17 tháng 11 bày tỏ sự phẫn nộ, lên án và phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu của Philippines và cho rằng hành động phun vòi rồng như thế là phi pháp. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 11 khi hai tàu tiếp liệu của Philippines trên đường đến bãi cỏ mây bị ba tàu hải cảnh của Trung Quốc chặn được bằng cách phun vòi rồng. Sau khi bị Philippines phản đối, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Trung Quốc cho rằng hai tàu của Philippines vào vùng nước của Trung Quốc mà chưa được phép nên tàu hải cảnh Trung Quốc thực thi biện pháp bảo vệ chủ quyền của họ. Vào ngày 18 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi được báo giới hỏi về vụ việc này, nhắc lại, Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong mọi hoạt động ở khu vực trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.